Thay mặt ban tổ chức, xin chào đón quý vị, quý linh mục Công Sĩ và quý thính giả đang hiện diện trong thánh đường giáo xứ Hàng Tâm hôm nay. Liên hoan kết nối âm nhạc Việt Nam được đồng sáng lập năm 2015 bởi tiến sĩ Trương Vũ, một nghệ sĩ violon xuất sắc người Mỹ gốc Việt, và tiến sĩ Bùi Công Duy cũng là một nghệ sĩ violon xuất sắc của Việt Nam. Đây là nơi quy tụ những nghệ sĩ hành đàn và nổi tiếng quốc tế như Việt Nam cùng chung tay vì sự phát triển của âm nhạc cổ điển tại Việt Nam thông qua các hoạt động giảng dạy, biểu diễn và những cuộc thi quốc tế tại Việt Nam. Chuỗi hòa nhạc của chương trình diễn ra định kỳ hàng năm với những buổi hòa nhạc về nhiều chủ đề, nhiều thể loại và các nhạc cụ rất đa dạng. Có được chương trình hôm nay, chúng con xin trân trọng cảm ơn cha xứ và giáo xứ đã cho phép chương trình được tổ chức buổi hòa nhạc rất đặc biệt này trong thánh đường ấm cúng của giáo xứ Hàm Long. Xin trân trọng giới thiệu các nghệ sĩ tham gia chương trình. Nghệ sĩ nhân dân Ngô Hoàng Quân, tổng giám đốc điều hành tổ chức Liên hoan âm nhạc kết nối Việt Nam. Nghệ sĩ quốc tế Soan Su, thành viên của hội đồng quản trị. Nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Mơ và các nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình và chúng ta sẽ gặp gỡ các nghệ sĩ trong giây lát nữa khi các nghệ sĩ được diễn. Kính thưa quý thính giả, chương trình hòa nhạc hôm nay là chương trình hướng tới cộng đồng phi lợi nhuận, bảo vệ tự do. Các nghệ sĩ xin cảm ơn sự trân trọng, yêu mến, cổ vũ nhiệt tình của quý vị thính giả đối với chương trình hòa nhạc. Xin được đón nhận và chuyển toàn bộ đóng góp của quý vị thính giả để ủng hộ hoạt động bác ái và giúp đỡ người nghèo của giáo xứ Hàm Long. Xin trân trọng cảm ơn. Âm nhạc xuất hiện từ thuở tiền sử và là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống con người. Trong khoảng thời gian rất dài đó của lịch sử, âm nhạc đồng nghĩa với ca hát. Bởi lẽ, giọng hát là loại nhạc cụ tự nhiên mà lạc hóa đã ban tặng mỗi con người khi họ được tác sinh vào đời. Mãi tới thế kỷ thứ 17 mới xuất hiện các tác phẩm dành cho nhạc cụ diễn tấu, mà sớm nhất là các tác phẩm dành cho đàn violon, loại nhạc cụ có âm sắc gần với giọng người nhất. Hò thấu tính phòng là một thể loại bao gồm tác phẩm viết cho một nhóm nhạc cụ từ 2 đến 10 cây được diễn. Trong hòa tấu tính phòng, mỗi nhạc cụ trong nhóm đảm nhiệm một bè, đàm thoại, trò chuyện cùng nhau, đóng góp tiếng nói riêng, tính cách riêng trong quá trình phát triển âm nhạc. Tứ tấu dây là loại thể loại được rất yêu thích bởi lẽ bốn cây đàn dây có sự tương đồng về cấu tạo, về âm sắc cho nên có thể đáp ứng được nhu cầu đàm thoại là đặc điểm của thể loại hòa tấu. Nhóm ba nhạc cụ gồm piano, ta đang nhìn thấy ở đây, violon và cello. Chúng ta có thể nhìn thấy là các nhạc cụ rất là lệch với nhau về kích cỡ của các nhạc cụ. Chính vì thế cho nên thuở ban đầu những cái nhạc cụ này được coi là không tương thích, có thể chơi với nhau, và có chăng thì piano chỉ giữ vai trò là nhạc cụ đệm, bởi lẽ đàn violon và đàn cello có khả năng tạo ra được âm, khả năng hát rất là đẹp, những âm thanh rất là tuyệt vời. Và cũng thật vô ích nếu như đàn violon, đàn cello vốn có thế mạnh như vậy mà piano phải đua tranh với các nhạc cụ ấy để mà đối thoại, để mà hát cùng các nhạc cụ đó. Chính vì thế trên tam tấu của ban đầu được sử dụng một cách khá là dè dặt. Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo, các nhạc sĩ đã hóa giải được những điểm tưởng như không tương thích trong sự kết hợp của piano, violon với cello. Vai trò của các nhạc cụ dần được cân bằng, sự bình đẳng đã trọn vẹn hơn, tính đối thoại được tăng cường và sự khác biệt về tính cách của các cây nhạc cụ đã được khai thác để tam tấu piano có thể thể hiện một khía cạnh rất phong phú, rất đa dạng của xu hình tượng. Trong chương trình hôm nay sẽ giới thiệu tới quý thính giả ba tác phẩm tam tấu của nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, đó là Philip Mendelssohn,
Mendelssohn, Sergei Rachmaninoff và Anton Arensky qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ được thưởng thức tác phẩm Tam tấu piano số 1 Cung Rê Thứ của nhạc sĩ người Đức Mendelssohn. Ông được coi là một nhạc sĩ rất phi thường bởi mới 16 tuổi mà ông đã là sở hữu được một vở nhạc kịch, 12 tác phẩm cho đàn dây, nổi tiếng là Requiem, Giấc mộng đêm hè và mới đây. Thưa quý thính giả, có một chút thay đổi và phía trong chương trình sẽ đảo ngược lại. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình bằng tác phẩm rất đặc biệt của nhạc sĩ người Nga, Sergei Rachmaninoff. Đó là bản Trio Villeggio số 1 Cung Son Thứ. Tác phẩm này được coi là tác phẩm rất đặc biệt bởi lẽ nếu như các hòa tấu thường là có 3 và 4 chương, nhưng tác phẩm này chỉ có một chương duy nhất. Cũng rất đặc biệt bởi lẽ là nhạc sĩ Sergei Rachmaninoff sáng tác cái tác phẩm này với một thời gian rất là kỷ lục, trong vòng 4 ngày đã hoàn thành cái tác phẩm, và hơn 10 ngày sau thì tác phẩm đã được công diễn, và Rachmaninoff là người chơi đàn piano cùng với lại hai bạn của ông, Gisello và Trường Piano. Có thể nói là cuộc đời của Rachmaninoff có rất là nhiều cái sóng gió trong tuổi thơ, và ông cũng không may mắn lắm trong con đường học tập. Chính vì vậy cho nên là ông đã không rời bỏ nhạc viện Saint Petersburg để chuyển đến nhạc viện Moscow. Cái điều tưởng như là không may mắn ấy, nhưng hóa ra lại là một cơ hội cho sự phát triển sự nghiệp của Rachmaninoff, bởi vì ở Moscow ông được học với những thầy giáo rất là giỏi, rất là nghiêm khắc. Ông cũng có cơ hội gặp gỡ với nhiều nhạc sĩ hàng đầu của Nga và chỉ nhờ ảnh hưởng của âm nhạc, đặc biệt là của Tchaikovsky. Bản tam tấu Elegia số 1 Son Thứ cho piano, violon và cello của Rachmaninoff thể hiện cái ảnh hưởng rất lớn từ Tchaikovsky đối với sự nghiệp âm nhạc của ông. Tác phẩm được rất độc đáo vì chỉ có một chương duy nhất và với lời cấu trúc đối xứng. Trong phần trình bày, chủ đề thứ nhất chậm rãi nhẹ nhàng xuất hiện ở bè piano với phần đệm mềm mại violon và cello. Sau đó vai trò được thay đổi. Cello và violon dẫn dắt giai điệu, còn piano phụ họa trong dạng vai trò nhạc cụ đệm. Chủ đề thứ hai trữ tình nội tâm do violon, cello diễn tấu, piano giữ vai trò phụ họa. Sau đó với cùng đàm thoại với hai nhạc cụ xây. Âm nhạc được phát triển qua các giai đoạn nối tiếp nhau, nhịp điệu tinh tế, sắc thái đa dạng, từ sống động, nội tâm tới đắm say tự do và hoàn toàn. Sau đó là phần tái hiện với trình tự các đoạn nhạc được đảo ngược lại, tạo thành cái cấu trúc đối xứng của tác phẩm này. Và cuối cùng, chủ đề chính được tái hiện, được chuyển xuống âm thấp với âm sắc của violon và cello, dùng cái xúc đi, tức là cái hàm tiếng của âm thanh rất là nhỏ trên nền các hợp âm trang nghiêm của đàn piano với cường độ pianissimo rất nhỏ để kết thúc tác phẩm có tựa đề Elegia, Y thương Arensky. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm đặc sắc này qua phần trình diễn của nghệ sĩ Sanju đàn violon, Ngô Hoàng Quân cello và Trần Lê Bảo Viên piano. Thank you.
Thank you.
Xin cảm ơn.